Vâng, hello, xin mến chào tất cả anh chị em đã quay trở lại với Nokia Sài Thành trong kênh mình ha. Thì ngày hôm nay bên em mới vừa về được một cây iPhone 6S. Cây này phiên bản quốc tế và nó 64GB và trùng với máy họp đầy đủ luôn. Anh chị nào thích sưu tầm á thì cứ liên hệ cho em, tại vì có một cây duy nhất thôi. Nó màu xám nha anh chị. Đó. Còn máy nè. Máy cũng rất là đẹp ha. Đây, em sẽ quay tổng thể cho chị xem. Vỏ zin nên có một hai vết xước theo thời gian nha anh chị, chứ không phải dạng vỏ lô hay vỏ đâu nha. Đó, có dán cường lực sẵn về xài thôi hoặc là sưu tầm. Đó, bên trong này có một cuốn sách hướng dẫn sử dụng, que chọc sim đồ còn đầy đủ hết ở trong nó còn đó. Với lại một củ sạc zin nè. Đó. Anh chị nào muốn lấy thêm dây sạc tai nghe thì em sẽ bỏ vô thêm. Còn cái hàng riêng của nó thì nó chỉ có bao nhiêu đây thôi. Tại vì chủ cũ xài chắc cũng mất cái tai nghe với lại cái cáp rồi, chỉ còn có bấy nhiêu đó thôi. Toàn bộ là zin nguyên cây nha anh chị. Pin cũng vẫn là pin zin trước giờ luôn, chưa có thay. Nên vậy pin nó còn 7X thôi. Anh chị nào mua về nghe gọi sưu tầm hoặc lên mạng giải trí thôi thì ok ha. Đây, khởi động rất là nhanh nha. Vô phần cài đặt này. Giới thiệu nè. Đó, 6S nè, 64GB. Đây nè, số email nè, 2579. Rất là đẹp ha. Số email 2579 nè anh chị. Phía bên đây nè, 2579 nè, trùng với may hộp luôn, chứng tỏ nó là đi nguyên theo nguyên cây luôn ha, hàng zin luôn nha anh chị. Anh chị nào mua về xài hoặc tặng người thân gì đó rất là ok, hàng này khỏi lo, khỏi lo hàng dựng hàng nhái luôn á, cứ full book thì lụm thôi, về xài thôi. Rồi ok, rất là cảm ơn anh chị đã quan tâm theo dõi ha. Thấy hay cứ đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ Nokia Sài Thành ha. Chúc anh chị có ngày mới thật vui vẻ và hạnh phúc bên người thân và gia đình nha. Cảm ơn, xin chào.